Trung Quốc chưa sẵn sàng giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh. Trung Quốc chưa sẵn sàng giành chiến thắng trong những cuộc chiến tranh, mặc dù chi tiêu nhiều để hiện đại hóa, theo báo cáo của Rand Corporation, một nhóm nghiên cứu ở California, thực hiện cho một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ. Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc có những điểm yếu nghiêm trọng tiềm tàng có thể hạn chế khả năng tiến hành những hoạt động cần thiết để chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc xung đột trong tương lai, theo báo cáo của Rand Corporation mặc dù khả năng của quân đội giải phóng nhân dân trung quốc đã tăng lên đáng kể nhưng điểm yếu còn tồn tại làm tăng nguy cơ bất bại trong việc thực hiện những thành công những nhiệm vụ mà các nhà lãnh đạo đảng cộng sản trung quốc có thể giao phó thực hiện báo cáo nói những điểm yếu của trung quốc thuộc hai hạng mục lớn một là cấu trúc chỉ huy lạc hậu nhân viên kém chất lượng thiếu chuyên nghiệp và tham nhũng một điểm yếu khác là khả năng chiến đấu bao gồm những yếu kém về hậu cần không đủ khả năng không vận chiến lược ít máy bay thực hiện những sứ mạng đặc biệt và yếu kém trong phòng không và chiến tranh chống tàu ngầm. Những nhược điểm này góp phần vào cách biệt lớn giữa quân đội Trung Quốc và quân đội của những nước phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đang chi mạnh để hiện đại hóa quân đội của mình kể từ khi tăng trưởng kinh tế tăng tốc vào đầu những năm 1990 với những khoản chi ngân sách quốc phòng tăng ở mức 2 chữ số. Trung Quốc cũng có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ, dù kém 4 lần báo cáo kết luận rằng hoa kỳ cần phải cải thiện hiểu biết của mình về những thiếu sót của quân đội trung quốc để có thể bảo đảm hoa kỳ và các đồng minh có thể ngăn chặn trung quốc sử dụng vũ lực để đạt được mục đích chính sách của mình